lợi dụng Apple AirTags e để đánh cắp ô tô. Trước đây, những tên trộm xe hơi đã sở hữu các công nghệ xâm nhập không cần chìa khóa và giờ chúng đang chuyển sang Apple AirTags. E các thiết bị theo dõi giúp việc tìm kiếm chìa khóa của bạn trở nên dễ dàng, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho các mục đích bất chính như theo dõi. Mới đây, cảnh sát khu vực giốc của Canada đã cảnh báo rằng những kẻ xấu đang sử dụng các thiết bị kiểu này để giúp đánh cắp các phương tiện cao cấp. Trong một thông cáo báo chí, được phát hiện bởi Bassinier, các quan chức từ đơn vị chống trộm cắp ô tô hàng hóa tiết lộ cảnh sát đã điều tra năm vụ việc mà các nghi phạm đã đặt thiết bị theo dõi nhỏ trên những phương tiện cao cấp để sau đó có thể xác định vị trí và đánh cắp chúng cảnh sát tiếp tục giải thích rằng thẻ etax được đặt ở khu vực khuất tầm nhìn trên các phương tiện mục tiêu khi đổ ở những nơi công cộng như trung tâm thương mại hoặc cửa hàng tạp hóa khi chủ xe trở về nhà những tên trộm sử dụng thiết bị này để theo dõi họ trở lại nhà và sau đó đánh cắp chiếc xe vì những tên trộm biết vị trí của chiếc xe Chúng có thể đợi đến đêm khi chủ nhân đang ngủ để đánh cắp. Mặc dù cảnh sát đã gọi tên Apple AirTags, nhưng chúng không phải là thiết bị duy nhất có thể được sử dụng theo cách này. Các thẻ thông minh Galaxy của Samsung cũng tương tự như vậy và tai đã dẫn đầu trong phân khúc theo dõi trong nhiều năm. Đáng buồn thay, không có nhiều người có thể làm gì để tránh bị gắn thẻ xe của họ khi những tên trộm nhắm mục tiêu ở nơi công cộng. Tuy nhiên, cảnh sát khu vực dốc đề nghị người lái xe kiểm tra xe của họ thường xuyên và gọi cho cơ quan chức năng nếu bạn nhận thấy bất kỳ thiết bị theo dõi đáng ngờ nào. Điều quan trọng cần lưu ý là Apple sẽ thông báo cho người dùng nếu một thẻ tác không xác định được nhìn thấy đang đi cùng họ từ nơi này sang nơi khác theo thời gian, mặc dù cảnh báo đó có thể đến quá muộn. Để giúp ngăn chặn trộm xe, cảnh sát khuyến khích các tài xế đậu xe trong nhà để xe có khóa vì hầu hết các phương tiện đều bị đánh cắp khi đổ ở trên đường.